Koreatown đi chạy qua bên downtown LA, crypto.com, chỗ mà có hôm nay có đại nhạc hội của aespa, right? aespa K-pop từ Korea. Đúng rồi, quá hay. Đậu qua đêm thì 25 đồng, còn đậu cái event thì có 10 đồng. Wait, LA Live, LA, nguyên khu này nó gọi là LA Live. Nó có Microsoft Theater, Crystal.com, một số những chỗ đi bộ vòng vòng đây. Các bạn ở xa các bạn có thể vào đây đi. Michael có làm mấy lần rồi, thì hiện giờ là 10 đô.
tender, mình vô trong nó đậu luôn. Quá hay. Tới sớm luôn. Good Friday. Bây giờ là 5:30 rồi. 5:30 rồi cũng đâu có sớm gì nữa đâu. Prepare money. Bây giờ là 10 đồng. Ok. Thank you. Anywhere. Hay quá. Đây, cái ticket đậu 10 đồng, nó giống như vậy. Đó, mình đậu ở đây. Oh, đậu đây là mát nè. Anywhere, ok. Oh, handicap, right. Mình tới sớm mình đậu thoải mái. Ok, đậu ngay đây luôn. Đậu ngay đây. Ok, good idea. Oh, nó đề xuống nó anywhere. Ok, hơi. Ở đây nó phải handicap, handicap thì nó phải chở ở sửa mà. No parking. Ok, mình qua bên đây. Đây là từ trong khách sạn Mary. Cái này là khách sạn Ritz-Carlton. Khu này nó còn gọi là khu LA Life. Đó. Thì nếu mà các bạn đi bên đây, khúc này là downtown đường Olympic Boulevard. Các bạn biết rồi, người ta đi bộ vòng vòng đây, nhà hàng ăn, ngồi ngoài đường. Những cái tòa nhà bảo hiểm, nhà băng. Đây các bạn, tất cả những người mà họa sĩ họ vẽ lên trên những cái khách sạn quảng cáo thường xuyên họ thay đổi. Phía trước là những người du lịch, các bạn thấy nhà hàng Mexico, những người ở khắp nơi họ tới họ coi. Rồi. Đây là một góc và khúc chỗ này là người ta đi bộ khá đông. Như các bạn thấy, hàng ăn. Rồi, mình đi phía này đi vòng vô cổng bên kia. Các bạn thấy có những người Á Châu, họ cũng đi, tối nay họ đi cái concert của một nhóm từ bên Korea qua là aespa. Thì hôm nay Marco cũng đi tới đây. Marco quay một ít những hình ảnh của
downtown Los Angeles như các bạn thấy đường phố như thế nào. Không có thấy xe gắn máy ha, đa số là xe hơi. Góc đường Michael đang đi là góc đường Figueroa và đường Olympic. Đó. Thì bây giờ mình đi phổ hướng đó, đó là tới khu đường số 8, số 3, số 2 gì đó. Thì nó đi qua khu bên kia là khu của Tokyo. Tokyo, Little Tokyo, Little Tokyo. Khúc này là khu ngay trung tâm tối là nhà hàng ăn, mấy quán sport bar. Các bạn có thể, đây là cái khu rất là sầm uất đang xây. Phía dưới đây là LA Convention Center, nó cũng là nơi mà hãng xe điện VinFast họ đã tổ chức 2-3 năm vừa qua ở cái đi bộ cách đây một cái đèn đỏ. Thì các bạn có thể thấy đường này là một trong những đường, đây nó có những chỗ, những cái phòng Grammy Museum, mình có thể vào mua những đồ lưu niệm ở trong đây. Chắc là tối họ mới mở cửa. Đó, đúng rồi, họ mở cửa buổi chiều tối 6 giờ, mở tới khuya. Khu này là khu LA Live City, LA Live, the terrace at LA Live, Los Angeles Live. Nó rất là rất là quen thuộc. Để các bạn thấy, đây là nhà hàng, rất nhiều những nhà hàng ăn. Thì đi xuống dưới góc đường này là đường hôm bữa là đây là đúng rồi, Microsoft Theater. Nó một cái theater, nó chứa khoảng chừng 7.000 người chỗ ngồi, thỉnh thoảng có hòa nhạc này kia. Cái số lượng người nó ít hơn bên cạnh cái chỗ crypto.com. Crypto.com thì chứa 21.000 người. Đây các bạn thấy có những cái xe nó đi, nó collect những cái data dữ kiện giống như xe. Đây là một cái xe Jaguar quay, nó thu thập những dữ liệu giống như chiếc VF8 Michael thấy cách đây cũng mấy tháng trước đó các bạn. Nó là chiếc Jaguar. Đó. Thường xuyên mình thấy có những cái xe như vậy đó các bạn, để mà họ. Rồi bây giờ Michael tiếp tục đi vào trong. Phía này là nơi mà cái cổng mình có thể đi vào trong xếp hàng. Đây các bạn đó. Thì mình sẽ đi vòng ở đó là bên ngược trở lại, mình coi cái hàng cuối hàng ở đâu. Đây các bạn, đó các bạn thấy không? Go this way, go. Okay. Chỗ này là Microsoft Theater nè, nó thường tổ chức hòa nhạc này kia. Okay. Yeah, but he's
entrance line. Yeah. Thank you.
bạn có thể vào đây mua nước nè, bia nè, cà phê nè. Đây là nước, ai vào cũng mua nước. Bán bia bên kia đi mà. Cái này step của sang rồi. Nó mới hơn không? Mới. Đây là Lecter hồi xưa là chơi chơi banh ở đây nè. David Wang tới đây. Và bây giờ là mình gọi là tới nghe nhạc Crypto. Shop đấy. Peanut popcorn. Oh,